Chào cả nhà nhé. Trở lại với kênh của mình nhé. Đây mình đang ở thành phố Bắc Ninh nhé các bạn nhé. Đấy, mình đang đi dạo phố một tí. Cái này là hàng gì anh? Có mặt qua cho anh này. Qua em không đi đổ máy. Sao to ở nhà em, rất to lắm. Dễ ra hết rồi mà, chuẩn dễ ra hết tẩy ná rồi. Đi 51 đấy. Đấy. Rất đẹp luôn các bạn. Đây Đa Châu các bạn nhé. Quay nó buổi chiều ấy, nó có ánh nắng vào các bạn nhé. Đấy. Đa Châu các bạn ơi, cái này Đa Châu Thái nha các bạn ơi. Đẹp hơn là... Nó bán ở ngoài nha các bạn nhé. Đây vào sân rồi các bạn. Rất nhiều luôn. Giò này bao nhiêu ạ? Bao nhiêu anh nhỉ? Trông như. Nhà em có một giò nhưng mà nó không khỏe. Là cây của hàng Lâm Đồng cho hạt. Lâm Đồng. Giờ này rất đẹp. 150. Bạch Long à? Tại Bạch Long thân mà cây nó tao, cây này, cây này ấy, nó cây này cây nó cao mà hàng mấy mét đấy, thân cây mấy à, đúng rồi. Chúng tôi cần gieo hạt nhé các bạn. Đại Bạch Long. Phi điệp này các bạn. Thế cái giò này anh bán bao nhiêu? Giò này nó là F3, F4 rồi. À, cũng là châu như cái gì? Châu như cái 2F4 rồi. 2 người rồi.
loạn ghê nhỉ. Chỗ này vẫn là hàng Phú Thọ thôi. Giờ này bao nhiêu anh? 200. Được đấy. Trong kia còn nhiều khi lắm. Mọi khi dừng nhớ. Cái này như bóc bóc chân thân hay sao nhỉ, đúng không? Bóc chân thân này. Tại vì chơi thôi, trồng đầy đủ hết rồi. Các loại.